hai bay họ này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân luôn đó anh. Trời ơi, họ đánh nhau một phút hơn rồi đó anh, một phút rồi mà không có kết thúc. Vẫn chưa có bên nào gọi là chiều như nhìn bên nào hết. Và nhớ anh chị em đang được xem live này, mình bấm vào một like để ủng hộ cho hai băng hội chúng ta ngày hôm nay có một trận đánh khá là hay. Và những cái này ban hội nghèo đã cho anh em mình rút về rồi. Và liệu pha này thì những cái này ban hội trên kim họ có thừa thắng sống lên là không ấy? Mình cùng chờ một chút nữa xem thử điểm số nhanh, chưa có điểm mới. Vâng, Thiên Kim quyết định sẽ thừa thắng sống lên quý vị. Và liệu Thiên Kim ở pha này có đánh thẳng vô luôn đại danh hay là không? Anh nghĩ pha này thì Thiên Kim chỉ là chạy lên dọa một cái thôi em. Chạy lên dọa một cái thôi. Anh nghĩ là để ăn NPC đó anh. Họ đấy ngã ba để giết đi những con NPC đó. Không, những con NPC rất nhiều điểm nha anh. Hiểu ý này đồ này nọ đó, tướng rồi nọ rất là nhiều đó. Một pha giao tranh thôi. Tại khi nãy anh thấy cái đó, một pha giao tranh mà Thiên Kim có thể gác được 15k mà. Anh thấy Thiên Kim ở cái pha này, Thiên Kim ôm lại luôn, quyết định là ôm lại. Lấn lên như thế này có cái gì đó gọi là nó sai quá không ta? Tại vì hồi nãy tại vì Thiên Kim vừa mới giao đam ở ngay chỗ cây 2, cây 3 mà vẫn không cho anh em mình rút về rồi là mua máu, vẫn đẩy thẳng lên trên này. Nếu mà bây giờ nếu mà giao đam với trực tiếp với những cái này băng nghèo thì chắc chắn đó là một cái sự bất lợi. Đúng rồi đó, anh vừa nói xong em nghĩ là tổn thất một số điểm rồi đó, quá sai.